bài viết ngày hôm nay mình sẽ review túi chữ sữa cảm biến nhiệt madoka hàn quốc giá bao nhiêu mua ở đâu có tốt không xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like xe hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí Thương hiệu Madoka, xuất xứ, Hàn Quốc, thành phần, chất liệu cao cấp, an toàn làm từ nhựa LLDPE, hạt nhựa nguyên sinh. Công dụng, khả năng chịu nhiệt hoàn hảo từ trừ 20 độ C đến 110 độ C nên có thể giã đông hoặc hâm nóng túi sữa trực tiếp mà không cần phải đổ sữa ra bình. Chức năng cảm biến nhiệt thông minh giúp cha mẹ dễ dàng nhận biết nhiệt độ sữa thích hợp vừa cho bé bú từ 36 đến 42 độ C vừa đảm bảo giữ nguyên vẹn chất dinh dưỡng của sữa, miệng túi được thiết kế tinh tế với hai đường cắt bên trên và bên dưới của khóa zip giữ sữa vệ sinh và không làm sữa biến chất. giò sữa sau khi dã đông, hâm nóng không chảy qua phần miệng cũ đã chạm trực tiếp vào tay khi mở túi trước đó. túi có hai lớp dày dặn khóa zip hai lần chắc chắn tránh làm đổ sữa, giò dì sữa, vạch chia ml rõ ràng mặt sau trong suốt cho phép theo dõi lượng sữa bên trong dễ dàng, phần ghi ngày tháng hiển thị rõ ràng dù viết bằng bút bi hay các loại bút khác. Cực kỳ hữu ích giúp mẹ theo dõi thời điểm cần sử dụng sữa để đảm bảo giữ nguyên chất dinh dưỡng. Được tiệt trùng sẵn và niêm phong kín, vệ sinh tuyệt đối để chữ sữa cho bé, cách dùng. Bước 1, xé niêm phong túi, bước 2, cho sữa vào túi, bước 3, chữ vào tủ lạnh, bước 4. Hầm nóng sữa, bước 5, lấy ra cho bé ăn, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ